Cái này mã số bao nhiêu? 13. Cái mã số 13 này giao lưu với các anh em là giá? Cái này giá giao lưu là 2.300.000. Cái này chơi cành cốt đầy đủ nha anh em. Đó, cho anh em coi cành cốt nè. Cành cốt đầy đủ ha. 1, 2 nè. 3 nè. 4, 5, 6. 6, 6 ha. 6 cái cành luôn. Cành cốt đầy đủ, nó không có bị chỗ trống chỗ nào hết á. Đó. Đó. Rồi, lên mã số 14. Rồi, cây mã số 14. 14 đúng không? 14. Rồi, cái mã số 14. Phôi số 14. Nó bị ướt á. Lau nó khô khô đi. Rồi. 14. Một cây lắc lượng. Để nguyên một cục luôn. Một cục đế luôn. Rồi quay một vòng đi. Đó. Cây đang sống mạnh nha anh em. Nè, đâm chồi mà rất là mạnh. Đó. Tay cành lực ha. Đó. Hai cành này nè. Anh em có thể là chọn một cành ha. Đó. Để vậy anh em có quyền chọn. Đóng lên, đóng xuống, đóng dựng lên ha. Rồi, cho thông số đi. 24. Hành 24. Chiều bay. 68. 68. Rồi, quay một vòng đi. Cây mã số 14. 3.200.000, bao phí vận chuyển luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, cây mã số 15. Chân đế nè anh em. À, chân đế quá dữ ha. À, chân đế quá chất lượng luôn. Tay cành đều rang luôn, tay cành để nguyên si luôn. Anh em có thể là chơi rin cũng được, mà anh em ghép cũng được. Cây đang nước chồi rất là mạnh nha anh em. Đang nước chồi nè, đang nước cục bắp quá trời nè. Rồi quay một vòng đi. Đó. Chân đế đầy đủ nha anh em. Chân trống, chân chịu đầy đủ luôn. Đó. Cốt cành đều luôn, cốt cành nguyên si luôn. Rồi cho thông số. Cây bonsai mini. Nhanh chơi ghép, nhanh chơi luôn. 18. 18. Hoành là 18. Rồi chiều cao. 63. Chiều cao là 63. Rồi quay một vòng đi. Cây mã số mười mấy đây? 16. Mã số 15. Cây mã số 15 giao lưu với anh em giá 1.000.000 bao phí ship. Quá đã ha. Lực để lực. Tiếp theo, cây mã số 16. Cây này quá là khéo cây luôn. Cụ đế nè anh em. Đó, đầy đủ ha, cụ đế đặt luôn. Chân trống, chân chịu đầy đủ, không có khuyết chân, không có bị thiếu chân ha, đầy đủ luôn. Đó, lắc lượng cốt cành là cành nào cành ấy đúng vị trí nha. Đúng vị trí luôn. Cốt cành lực. Rồi, cho một vòng đi. Đó, cái cành phóng này nè anh em. Cành ngay đầu này nè, đúng ngon muốn luôn ha. Chỗ này mà không có cái cành nó vô duyên lắm. Rồi xoay đi. Rồi cho thông số luôn. Quá, rất khéo cây luôn nha. Rồi cho thông số. Hoành là 22. Rồi chiều cao. 54. Chiều cao 54, đo đo ngoài này nè, đo ngoài này cho anh em thấy. Chiều cao vị trí này là 49. Rồi, xoay một vòng đi. Cây này giá giao lưu là 1.500.000, bao phí vận chuyển. Rồi, xuống cây. Cây mã số 16.
Cái này về anh em đóng 5 bo thôi. 1 bo, 2 bo, 3 bo, 4 bo và 5 bo ha. 5 bo là ngay chóc luôn, cành nào cành nấy, cốt cành nó lực ha. Rất là lực luôn. Bộ đế thì không có bị khuyết điểm nào ha. Chân chống chân chịu đầy đủ. Rồi xuống cây. Rồi cây mã số 17. 17 đúng không? 17. Cây mã số 17. Một cây lùng lực bonsai. Đế chân cẳng anh em thấy không? Chân cẳng đầy đủ ha, chân chống chân chịu đầy đủ luôn. À. Này anh em gắn đèn bo nè, trên đèn bo nè, trên đèn bo nè, ba bo. Đúng thế bonsai luôn. Rồi cho một vòng đi. Bonsai mini để bàn. Rồi cho thông số luôn. Hoành chiều cao. Hoành 16. Chiều cao. Chiều cao 30, 28. Rồi, xoay một vòng đi. Cây này giao lưu với anh em giá 800 ngàn bao phí ship. Rất khéo cây nha nè, rất là cái chân cẳng của nó rất là đẹp ha. Đầy đủ. Chân trống, chân chịu đầy đủ. Cây mạnh nè anh em, cây đang phát triển mạnh. Nè, đâm mầm nè. Cây phát triển mạnh. Rồi xuống cây. Rồi cây mã số 18 là một cây dáng thân lắc luôn. Củ đế thì khỏi chê luôn. Đó, củ đế nè. Là một cục. Củ đế đầy đủ ha. Đó. Rễ nào rễ nấy. Chất lượng ha. Quá đẹp. Nó chóc da cám này nè, chóc da cám này. Không sao ha, nó lớn lên nó chóc vậy đó, không sao đó. Thì cái cây này nó lắc lượng nó được, nó có cái là nó cái chi cành của nó không có lớn. Thì em để cái form cao vậy nha, anh em cho form cao thì anh em để, còn không anh em về anh em cắt bonsai theo ý mình nha. Rồi cho một vòng đi. Rồi cho thông số đi. Rồi cho cái hoành. Rồi, cái hoành tại vị trí này là 19, 18 nha, 19, 18 rưỡi cho 18 đi. Rồi, chiều cao 84. Chiều cao là 84. Rồi, đo cái củ đế đi. Đo cái nồi đế luôn. Nồi đế là 84. Rồi xoay một vòng đi. Cây mã số 18 em giao lưu với các anh em là giá 1.200.000 bao phí ship. Cây này bồ đế nó quá dữ mà. Anh em này anh em về chơi bonsai cũng đẹp. Anh em cưa ngay đây cũng được nữa nè. À, ghép vô cũng được nữa nè. Cưa ngay đây chô vị trí nào cũng được hết. Nó cũng vô một cái dáng hết á. Nguyên cái bầu đất nó hết cụ đế luôn rồi. À. Cụ đế nó quá dữ. Cái cây mã số 19 này cái bầu nó hơi bị thô nha anh em, nhưng mà quan trọng cái cây nha, bầu không quan trọng. À, cái đế cái rễ này nè. À, thì anh em về anh em lọc bớt ha. Cái này cái hàng thô chưa có chỉnh lắm. À, nhưng mà cái nó được cái nguyên thủy của nó là cái nồi đế được quất rất là đều cho anh em, đúng vị trí hết, chỗ nào đúng vị trí hết nha. À, cái cây này nó tróc nha, nó tróc những cái da này nè, không sao nha anh em, nó lớn nó tróc thôi chứ không phải là do cái cây như thế nào nó tróc đâu nha. À, nó tróc đây nè. Rồi cho thông số cây mã số 19. Hoành đo vị trí đó này. Hoành nó tới 25 nha anh em, 25. Rồi chiều cao. Chiều cao 65. Đo cái đường kính bầu qua đây. Cái đường kính bầu. À, đo đây được.
83. Đó. 83. Đó, cái bè đấy là 83. Chiều cao là nhiêu? Cao 65. Chiều cao 65. Rồi, xoay một vòng đây. Cái mã số 19. Cái mã số 19 này em giao lưu với các anh em là giá 1.800.000 bao phí ship. Cái này cái tay cành nó rất đẹp nha anh em. Hoành nó cũng lớn, hoành nó tới 25 lượng. Chân cẳng thì anh em khỏi chê luôn. Đế anh em khỏi chê luôn. Không chê chỗ nào được. Rồi, xuống cây. Rồi, cây 20 cũng là cây cuối clip. Rồi, quay một vòng đi. Thân lắc, lượng, quái gì cà na luôn. Đó, ba cái hai cái tay cành của nó là chất lượng như này nè. À, chất lượng luôn. Cành nào cành ấy là úp chà bá luôn nha. Đó. Rồi quay một vòng đi. Cây cái thân này quá dữ. Rồi cho cái hoành. Hoành 24. Hoành 24. 24 lấy 23 nha. 23 rưỡi lấy 23. Chiều cao. Chiều cao 57. Chiều cao 57. Rồi quay một vòng đi. Rồi cây mã số 20, cây cuối clip. Giao lưu với giá nữa. 3.300.000. Bao phí ship. Rồi anh em khập cả cái nào anh em gọi điện đọc đúng mã số. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em nha.